quý vị và các bạn, đơn giản, an toàn và tiết kiệm chi phí là những ưu điểm của mô hình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đang được áp dụng tại tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn một năm triển khai chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Lâm Đồng, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Methadone là chất thay thế được sử dụng trong điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện, được sử dụng hoàn toàn qua đường uống, làm giảm thèm muốn và khóa tác động của heroin từ từ, nên được coi là giải pháp an toàn cho sức khỏe của người nghiện, giúp điều trị hiệu quả, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B, C. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có hai cơ sở tiếp nhận là Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đà Lạt và một cơ sở cấp phát thuốc đặt tại Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ. Tại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đà Lạt đang điều trị số bệnh nhân tích lũy điều trị 291 người, bệnh nhân hiện đang điều trị 274 người, bệnh nhân bỏ điều trị 17 người, trong đó bệnh nhân có HIV 21 người, bệnh nhân có HIV được chuyển gửi dịch vụ điều trị ARV là 20 người, một bệnh nhân có HIV chưa sẵn sàng chuyển gửi. Số chuyển đi cơ sở khác điều trị là 4 người và từ nơi khác chuyển đến tiếp tục điều trị là 3 người. Các bệnh nhân sau một thời gian điều trị tại cơ sở đều chuyển biến tích cực. Và điều chung nhất họ tâm sự với chúng tôi chính là sự thay đổi từ phía gia đình cộng đồng. Không còn bị kỳ thị, tự kỳ thị, được tôn trọng và tin tưởng, nhiều người đã hòa nhập tốt và tìm lại được giá trị đích thực của cuộc sống. Em điều trị được 2 tháng rồi, methadone này nó tốt, đỡ hơn trước nhiều, sức khỏe lên nhiều, ăn ngủ được, đi làm được. Chơi nó không phải chơi nữa, nó đỡ tốn tiền. Chợ thấy khỏe mà đấy, nó kinh tế nhà nó đỡ hơn mà nó không có ra số gì đến vợ con nữa. Việc điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone đang mở ra hy vọng mới cho người nghiện trong cuộc chiến với nạn tiền nâu. Điều trị cai nghiện bằng methadone, tình trạng sức khỏe của người nghiện ma túy được cải thiện tốt, tiết kiệm được chi phí cho bệnh nhân, hạn chế sự lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu do tiêm chích ma túy trong nhóm người nghiện ma túy. Đối với cái công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone thì cái mục đích là để làm giảm cái tỷ lệ lây nhiễm HIV qua cái đường tiêm chích của những cái người nghiện chích các chất dạng thuốc phiện. Thì trên cái thực tế tại Lâm Đồng hiện nay thì cái tỷ lệ người nhiễm HIV là đang ngày càng giảm. So sánh thì cùng kỳ năm ngoái thì trong vòng 10 tháng của năm 2016 thì chúng tôi phát hiện được 43 người nhiễm HIV mới. So sánh cùng kỳ trong 10 tháng năm 2015 thì nó đã giảm khoảng 50%. Thì như vậy thì cái hiệu quả của cái công tác mà điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone này đã góp cái phần rất là lớn vào cái việc mà giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV đối với những cái người nghiện chích ma túy. Methadone là liệu pháp điều trị chuẩn quốc tế cho người nghiện heroin. Khi được kiểm soát chặt chẽ, đây là liệu pháp cực kỳ hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Ngoài ý nghĩa dự phòng lây truyền HIV, chương trình methadone còn mang ý nghĩa hết sức nhân văn, giúp người nghiện ma túy trở về với cuộc sống đời thường để tiếp tục học tập và làm việc. Hôm qua 12 tháng 12 tại thành phố Bảo Lộc, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Lê Trọng Hiếu về tội tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lúc 21 giờ ngày